Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Chiều ngày 30 tháng 9, Đảng bộ xã Thanh Lĩnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đến tuổi. Thừa ủy quyền của Ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đợt này Đảng bộ xã Thanh Lĩnh có 11 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Sau lễ trao tặng huy hiệu Đảng ở xã Thanh Lĩnh, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp về tại nhà trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 100 năm tuổi đời cho đảng viên Đậu Đình Thao thuộc Đảng bộ xã Ngọc Sơn, hiện nay đang cư trú tại khối 6A thị trấn Thanh Chương. Về dự trực tiếp trao tặng huy hiệu Đảng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Quế chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ và những kế sách góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh và địa phương phát triển, luôn xứng đáng là những tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo. Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, sáng nay đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm và tặng quà chúc mừng cán bộ Hội Người Cao Tuổi huyện. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận những nỗ lực kết quả mà Hội Người Cao Tuổi từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng mong muốn thời gian tới, tổ chức hội tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, mãi là chỗ dựa vững chắc cho con cháu học tập và noi theo. Chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Nhằm kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở các địa phương trên địa bàn huyện, sáng nay đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở xã Thanh Xuân. Hiện tại Thanh Xuân là một trong những xã bị ngập sâu, nhiều xóm bị cô lập hoàn toàn, trong đó đã có 150 hộ dân phải di rời đến nơi an toàn. Tại đây, sau khi đi kiểm tra thực tế ở các xóm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị địa phương hiện tại mực nước ở các khu vực hạ huyện đang lên, vì vậy xã Thanh Xuân cần bám sát diễn biến của thời tiết, quan tâm hơn đến những gia đình bị thiệt hại, bị cô lập, tuyệt đối không được để nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm và nước uống, đồng thời cắt cử người trực ở những khu vực bị ngập úng. Những gia đình bị ngập nước thì chú ý khi nước ra đến đâu thì tiến hành vệ sinh, lau dọn nhà cửa đến đó, khi cần hỗ trợ thì liên lạc với cấp ủy chính quyền các cấp để được đáp ứng. Nhằm động viên đôn đốc các địa phương tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sáng nay các đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục sự cố tràn đê ở xã Thanh Liên. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện đã đánh giá cao tinh thần chủ động và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân Thanh Liên trong công tác phòng chống lụt bão. Trước tình hình thủy điện Khe Bố xả nước lũ và thời tiết đang có nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị địa phương và nhân dân cần bám sát diễn biến của thời tiết, mực nước ở các sông để chủ động ứng phó với tình huống có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to và rất to kéo dài, đã gây thiệt hại lớn đến đời sống của người dân. Mực nước ở các sông lên cao đã gây nên hiện tượng tràn đê đoạn qua địa phận xã Thanh Liên với hơn 3 km chưa được đầu tư nâng cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy chính quyền địa phương xã Thanh Liên đã huy động lực lượng tập trung khắc phục. Để giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã huy động toàn bộ lực lượng cơ quan xuống hỗ trợ cùng địa phương gia cố đê bằng việc dùng bao cát và đất để tăng nền đê. Đến nay, mực nước ở các sông khu vực thượng huyện đã bắt đầu xuống và công tác khắc phục hiện vẫn đang tiếp tục quan tâm. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.